Bạn đã ăn món đào thỏ ngọc cung trắng sốt cay chưa? Là câu hỏi xuất hiện thường xuyên trong những cuộc hàn huyên của giới nhà giàu thời gian gần đây. Nhắc đến món ăn này thì phải kể đến nguồn gốc có phần huyền bí của nó. Có lẽ ai cũng đều nghe đến chuyện thỏ ngọc sống trên cung trăng là vật nuôi của hằng Nga. Cách đây một thời gian, trong nỗ lực tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh, các nhà thám hiểm đã phát hiện ra bên trong lõi của mặt trăng có tồn tại một khoảng không gian rộng lớn đã phát triển thành một hệ sinh thái. Theo như họ đề cập, động vật duy nhất có thể sống ở đây là một giống loài có ngoại hình như thỏ trên trái đất. Cho nên, ở mặt trăng hiện tại hằng Nga thì không có, nhưng thỏ ngọc thì rất nhiều. Trong thời gian làm nhiệm vụ, do nguồn lương thực khan hiếm, nên các nhà thám hiểm đã thử bắt loài thỏ ngọc này để nấu thành thức ăn. Và họ tấm tắc khen rằng, chưa có thứ thịt nào ngon hơn thế, đặc biệt là phần đầu của chúng. Người ta nói nếu như ăn được phần đầu của lũ thỏ này, thì dù không phải là một phi hành gia, bạn vẫn có thể sung sướng như thể đang bay trên 9 tầng mây. Tập đoàn Space cũng là đơn vị tài trợ cho chuyến thám hiểm ở mặt trăng đã nảy ra một ý tưởng táo bạo. Họ đem đầu của những con thỏ ngọc này về trái đất, chế biến thành món ăn và bán với cái giá cắt cổ cho giới thượng lưu. Món ăn này nhanh chóng trở thành một cơn sốt trong giới nhà giàu, trở thành một món hàng mà bất kỳ ai cũng thèm muốn. Món đầu thỏ ngọc cung trăng sốt cay xuất hiện ở những bữa tiệc xa xỉ nhất, mang đến một nguồn lợi nhuận khổng lồ cho tập đoàn Space. Do nhu cầu tăng đột biến nên số lượng thỏ ngọc trên mặt trăng giảm mạnh. Do việc săn bắt diễn ra quá khốc liệt, điều này đã vấp phải chỉ trích của một bộ phận xã hội. Họ cho rằng hành vi này sẽ làm mất cân bằng hệ sinh thái của mặt trăng một cách nghiêm trọng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực phản đối đều vô nghĩa trước sức mạnh của đồng tiền. Số lượng thỏ ngọc bị săn bắt liên tục gia tăng và những nhóm phản đối cũng dần bị dẹp yên. Khoảng vài năm sau, bi kịch ập đến. Lúc này, loài thỏ ngọc ở mặt trăng đã gần như tuyệt diệt. Những người từng ăn thịt chúng bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ. Họ gầy đi một cách nhanh chóng, tư thế và dáng đi ngày một vặn vẹo. Và đặc biệt, họ cười không kiểm soát. Sau khi xuất hiện những triệu chứng này, người bệnh sẽ nhanh chóng chết vì những vết loét nhiễm trùng trên cơ thể. Tốc độ mà người bệnh chết đi nhanh hệt như tốc độ mà năm xưa loài thỏ ngọc đã chui vào bụng con người. Người ta cuống cuồng tìm hiểu xem rốt cuộc đây là căn bệnh gì và liệu có thuốc chữa hay không. Nhiều giáo phái còn cho rằng lũ thỏ trên mặt trăng là hiện thân của thần thánh và việc loài người ăn thịt chúng là một hành động bán bổ nghiêm trọng. Căn bệnh ấy chính là sự phẫn nộ của những vị thần. Chỉ có tập đoàn Space giàu sổ lên nhờ việc vận chuyển và buôn bán loài thỏ ngọc là có câu trả lời. Họ biết những người này đã mắc bệnh Kuru, một loại bệnh có triệu chứng như bệnh bò điên. Việc mắc bệnh Kuru là do người đó đã ăn phải một loại virus có trong não người là prion. Đúng, là não người. Đám người đó chưa bao giờ thắc mắc rằng tại sao chỉ có đầu thỏ là được rao bán, còn phần thân thỏ đâu rồi? Chẳng có phần thân thỏ nào ở đây. Phần bên dưới của thỏ ngọc chính là con người. Lũ thỏ ngọc trên cung trăng không phải động vật, họ là giống người sống trên mặt trăng và có bộ gen cực kỳ giống với loài người trên trái đất, có thể xem như là anh em của loài người. Khi ăn thịt thỏ, con người gần như đang ăn thịt đồng loại. Kuru là căn bệnh khởi phát khi con người ăn thịt chính đồng loại của mình. Ở bãi đất trống đằng sau tòa nhà của tập đoàn Space, hàng đống thi thể không đầu chồng chất lên nhau, chờ được tiêu hủy. Giờ thì ở mặt trăng chỉ hằng không có, mà thỏ ngọc cũng chẳng còn.